Mến chào nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền ạ. Không biết cảm xúc của chị hiện tại như thế nào khi trở lại sân chơi tài tử miệt vườn của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp ạ? Trở lại với mùa 5 của tài tử miệt vườn, phiên bản song ca lần này thì Ngọc Huyền rất là háo hức. Bởi vì Ngọc Huyền đã làm mùa 1, mùa 2, mùa 3 chỉ là đơn ca và các thí sinh được thi độc lập. Còn bây giờ là lại kết hợp cái sự song ca thì Ngọc Huyền đang chờ đợi một cái gì đó mới, một cái gì đó gọi là đột phá hơn. Cho nên đó là cái điều mà Ngọc Huyền rất là hạnh phúc, rất là náo nức chờ đợi. Hơn nữa là riêng với đài truyền hình phát thanh Đồng Tháp thì Ngọc Huyền luôn dành cái tình cảm trân quý và xem đây như là một ngôi nhà của mình vậy. Cho nên là giống như Ngọc Huyền đang được trở về nhà, đang được trao cái niềm yêu thương đến tất cả quý vị khán giả với chương trình, cũng như là được nhận lại tất cả những sự thương yêu từ quý khán giả từ chương trình. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền có nhận định như thế nào về hình thức song ca của game show Tài tử miệt vườn? Đối với phiên bản song ca lần này thì khá đặc biệt. Ban biên tập đã lên một cái format chương trình khá mới, là tất cả quý thí sinh của chúng ta, quý bà con cô bác đến dự thi từ cái vòng sơ tuyển đầu tiên đã được bước lên một cái sân khấu lớn. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời mà Ngọc Huyền nghĩ rằng là chưa có một chương trình nào thực hiện được điều đó. Bởi vì sau tất cả những vòng sơ tuyển rồi mới được đứng lên một cái sân khấu lớn, thì thật sự điều đó Ngọc Huyền nghĩ là thiệt thòi cho tất cả quý thí sinh. Đài truyền hình phát thanh Đồng Tháp và ban biên tập chương trình Tài tử miệt vườn mùa năm này đã làm được điều đó. Mà cái điều đó là cái điều nhân bản rất là quan trọng và tuyệt vời nhất của chương trình Tài tử miệt vườn. Cái điều khó của Tài tử miệt vườn mùa năm song ca đó là cái khó cho quý thí sinh và cũng là cái khó cho ban giám khảo chúng tôi. Bởi vì phải tìm ra được tất cả những gì xuất sắc nhất của quý thí sinh để đưa vào chương trình và để cho có cái cơ hội để cho quý thí sinh chúng ta phát triển tài năng, theo đuổi đam mê và tỏa sáng trong chương trình. Điều đó rất là quan trọng và rất là khó khăn. Và riêng Ngọc Huyền nghĩ là đòi hỏi là tinh tế, cái sự tinh tế từ ban biên tập, từ ban giám khảo và từ đạo diễn chương trình. Nhưng mà trong cái buổi thi vừa qua thì Ngọc Huyền lại có rất nhiều hy vọng và niềm tin. Bởi vì đều có những cái giọng hát hay và đều cũng có những cái cặp song ca tương tác với nhau, làm nên một cái màu sắc tuyệt vời của Tài tử miệt vườn song ca mùa năm này.